cái bản tin kế tiếp à, đây đã chúng ta sẽ nói tới cái cuộc họp thượng đỉnh giữa ba quốc gia là Mỹ, Nhật, Hàn nó được đánh giá là một cái thành tựu ngoại giao là một cái đột phá ngoại giao rất là ngoạn mục thứ sáu ngày 18 tháng 8 này thì ông uh, tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden sẽ chủ tọa một cái cuộc họp thượng đỉnh giữa ba quốc gia Mỹ, Nhật, Hàn đây là một cái cuộc họp thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa ba quốc gia này mặc dù là họ cứ gặp nhau riêng lẻ rất là nhiều lần nhưng mà ở những cái hội nghị khác ở bên lề thế thì đối với cái cuộc họp này đó đối với ngoại giao quốc tế họ đánh giá rằng đây là một cái thành tích ngoại giao một cái chiến thắng ngoại giao rất là quan trọng đối với cả ba quốc gia mỹ nhật hàn luôn mà sở dĩ có được một cái hội nghị thượng đỉnh rất là tốt đẹp như ngày thứ sáu này đó là bởi vì trước đó hai quốc gia Nhật Bản và Nam Hàn đã có một cái nỗ lực là gạt bỏ, bỏ lại những cái quá khứ lịch sử ở sau lưng để bắt tay nhau với một cái tình hình chính trị mới nó đang xảy ra trong khu vực nhất là trên biển Đông. Người ta nhớ rằng là từ trước tới nay đó rất có nhiều tờ tờ rất có nhiều ông thủ tướng Nhật Bản, nhiều ông tổng thống của Nam Hàn cố gắng hàn gắn cái sự rạn nứt giữa hai quốc gia với nhau. Thế nhưng mà chỉ vì cái di sản chính trị nó quá nặng nề trong cái thời gian suốt 35 năm Nhật Bản cai trị đô hộ Nam Hàn ở trong quá khứ đó, tức là từ năm 1910 tới năm 1945 là năm mà Nam Hàn độc lập đó thì nó nặng nề quá mà bởi vì lúc đó quân phiệt của Nhật Bản đã có nhiều cái hành động mình phải nói là tàn ác đối với cái cái người dân và đất nước của Nam Hàn cho nên cái chuyện đó nó khó hòa giải. Mỗi bên là vì cái vì cái, cái cái ám ảnh của chính trị, vì cái quyền lợi của đất nước và nhiều khi vì cái quyền lợi chính trị của đảng phái, của cá nhân mình đó. Rồi rốt cuộc họ không có thể nào muốn mà không làm được cái sự hòa giải đâu. Thế thì tại sao ngày hôm nay ông tổng thống Jun của Đảng Nam Hàn với lại ông thủ tướng Nhật Kishida có thể làm được cái chuyện đó? thì có lẽ hai ông này phải quay lại cảm ơn ông tập cận bình với lại ông Kim Jong Un. Bởi vì ông tập cận bình có những cái cái những cái tham vọng bá quyền quá lớn ở trong khu vực là ở trong biển Đông nó khiến cho các quốc gia ở trong khu vực đó người ta các quốc gia lân bang người ta khiếp sợ. Cái thứ hai nữa là ông Kim Jong Un đã quá hung hăng và hiếu chiến, mấy năm nay ông coi như là ông đe dọa đủ điều, ông phóng được, đủ thứ hỏa tiễn, đủ thử, thử nghiệm, đủ thứ là nguyên tử khiến cho Nam Hàn hết sức là lo ngại. Chính vì lo ngại như vậy, chính vì sự hung hăng của Kim Jong Un mà mình thấy dân Nam Hàn với Bầu ông Jun là cái ông mà rất bảo thủ và rất là thân Mỹ bởi vì đã tới cái tình, đã tới cái chuyện là cần phải liên minh với lại Mỹ rồi. Cho nên trước ấy, cái sự đe dọa rất là nặng nề của hai cái ông đó của hai cái quốc gia đó mà Nhật với lại Nam Hàn nhất định là phải bắt tay nhau thật là chặt chẽ để đối phó với mỗi tình hình mới. Cái điều này nó làm cho cái liên minh Nhật, Mỹ, Hàn trước nay nó rất là lỏng lẻo. Các vị họ có liên minh đó lâu rồi. Thế nhưng mà lỏng lẻo lắm là tại vì Nhật chỉ có ăn cánh, ăn, ăn rơ với lại Mỹ. Rồi Nam Hàn với lại cũng ăn rơ với Mỹ. Mà hai bên kia thì lại không ăn rơ với nhau. Cho nên nó rất là lỏng lẻo. Nhưng mà bây giờ cả ba đều coi như là thắng khít với nhau. Nó giống như một cái vòng tròn đã kín đáo rồi. Không có chỗ hở như trước nữa và cái điều này đó, đem lại lợi ích cho hoa kỳ nhưng mà làm cho ông tập cận bình hết sức là lo sợ đối với hoa kỳ phải nói rằng đây cái thành tích này nó cũng kể được kể là một cái thành tích ngoại giao của chính phủ biden và cá nhân của ông biden vì từ trước tới giờ nó chưa có hoa kỳ cũng muốn làm trung gian để hai cái quốc gia đồng minh của mình ở châu á đó, thuận thảo với nhau đó, để để giúp cho mình nhưng mà không làm được bây giờ tới, tới cái thời thế nó khiến cho ông cho biden làm được cái chuyện đó và khi mà họ đã trở nên một cái liên minh ba giống như một như vậy thì dĩ nhiên là trung quốc sẽ phải rất là giật mình và lo ngại chứ bởi vì họ sẽ thấy rằng là cái sự bình vực cho đài loan nó càng ngày nó càng nặng nề cái chuyện mà xâm chiếm đài loan càng ngày càng khó chúng ta nhớ rằng là bốn quốc gia mỹ nhật nam hàn và đài loan đã từng là đồng minh với nhau trong một cái liên minh kinh tế gọi là liên minh chất bán dẫn bởi vì là Đài Loan không có tư cách là quốc gia cho nên bốn cái quốc gia này đã phải tổ chức một cái một cái liên minh kinh tế đó và trên mặt trên mặt chính thức đó. tức là là liên kết với nhau trong việc sản xuất phân phối những cái quân chip điện tử và cô lập Trung cộng không có tiến gần tới cái lãnh vực đó thế nhưng mà rõ ràng là trên mặt về quân sự về ăn về về, về chính trị thì ba quốc gia đưa ra nhằm đưa ra cái sự ủng hộ của đối với Đài Loan bây giờ ba quốc gia này trở nên rất là mạnh mẽ đó thì đụng tới Đài Loan là thì có thể là họ ra mặt bên vực thì cũng rất là rất là khó khăn Chính vì cái sự lo sợ như vậy ông mình thấy trước đây đó ông Vương Nghị đã đã ra sức là phụ dụ được Nam Hàn với Nhật Bản là thôi bỏ Mỹ đi để mà quay về với chơi với lại Trung Quốc bởi vì chúng ta là những cái quốc gia châu Á với nhau và rồi sau đó ông đưa ra một cái biện minh ông một cái biện minh nhằm là đe dọa Nhật Bản với Nam Hàn như thế này ông nói rằng là bây giờ các ông mà có coi như là có nhuộm tóc có mà nâng mũi lên thì các ông cũng không thể nào trở thành người Tây được đâu chúng ta phải biết cái gốc của chúng ta ở đâu thì thưa quý vị rõ ràng là vương nghị là một cái tay tổ ngoại giao gọi là thuộc loại khét tiếng mà tại sao lại nói như vậy đưa ra những cái phủ dụ đối với hai ông lãnh đạo của nhật của nam hàn mà như là đưa ra những cái biện minh giống như là đang nói chuyện với lại, lại, lại học trò tiểu học như thế khiến cho người ta phải nói thấy rất là khó hiểu và tự cảm thấy được người nhưng mà có lẽ vì vì cái sự sợ hãi mà tại sao thì trung cộng lại phải sợ hãi bởi vì người ta nghĩ rằng là trong cái cuộc họp thượng đỉnh này đó thế nào là ba bên với một cái tình trạng gọi là liên kết chặt chẽ mới này đó họ chắc cái sẽ ký kết nhiều cái sự thỏa thuận nhiều đưa ra nhiều cái sự hợp tác rất là quan trọng trong vấn đề kinh tế trong cái chất bán dẫn trong cái vấn đề an ninh trong cái chia sẻ tình báo và có thể là họ sẽ ký kết với nhau những cái hiệp ước quân sự kiểu như là hiệp ước giữa hoa kỳ với lại phi luật tân thì lúc đó là trùng cộng kẹt thế nhưng mà thế giới ngày nay người ta đánh giá rằng là cái chuyện mà nhật bản với lại nam hàn mới vừa mới hòa thuận với nhau đây thôi sự tin tưởng chưa đủ sức để mà đưa ra những cái hiệp ước quân sự mà ghê gớm như thế này thế nhưng mà trung quốc lại phải thấy một điều rằng nếu mà mình càng hung hăng thì thực tế đó có thể nó đã xảy ra rất là sớm. Cái bản tin kế tiếp đây mình sẽ nói chuyện tới chuyện của Trung Quốc. Đó là tại sao mà Trung Quốc lại ngưng không báo cáo cái tỷ lệ thất nghiệp trong cái giới lao động trẻ. Ngày 15 của tháng 8, cái ông phó Lăng Huy tức là ông phát ngôn viên của tổng cục thống kê quốc gia Trung Quốc đã đưa ra một cái tuyên bố rằng là kể từ mùa tháng 8 trở đi đó, chính quyền Trung Quốc sẽ ngưng không có báo cáo cái tỷ lệ thất nghiệp trong cái giới lao động trẻ tức là từ 16 tới 24 nữa. Vì sao vậy thì ông đưa ra cái biện minh như vậy nó Ông nói rằng là trong cái giới lao động trẻ như vậy đó cái, cái sự tiến triển của việc làm, nó tốt đẹp từng ngày nó phát triển từng ngày thành ra cái phương pháp mà thống kê để mà báo cáo nó cũng cần phải nghiên cứu lại cần phải có những cái phương pháp mới để nắm bắt cái tình hình nó thật là chính xác để báo cáo nó chính xác cho đối với cái tình hình mà nó vừa phát triển có tính cách lạc quan như vậy ngay sau cái phát ngôn của ông phó như vậy đó thì mình thấy người dân Trung Quốc đã đăng tải cho Hàn Lan trên những mạng xã hội người ta đưa ra những phê bình những cái chỉ trích và nhất là những cái mỉa mai đối với cái cái, cái một cái biện minh như vậy. Có người nói rằng là đây là một cái biện minh nó quá hoang tưởng và nó, nó đáng được cười. Đối với cộng sản Trung Quốc cái chuyện gì hay ho mà họ lại có thể là im lặng như vậy được chuyện đó là không có thể xảy ra được có cái gì hay ho là họ sẽ đánh bóng nó lên gấp 10 gấp trăm lần chứ làm sao mà có chuyện mà ngưng như vậy rồi có những người người ta nói rằng đây là một cái tuyên bố nó mang tính gọi là vô trách nhiệm một cái tỷ lệ thất nghiệp của một cái giới lao động nào đó nó là cái thước đo cho sức khỏe của nền kinh tế quốc gia không thể nào tùy tiện muốn báo là báo mà muốn cắt là cắt đâu có được vậy cái người dân trung quốc cần phải biết cái sự thực về cái nền kinh tế của đất nước mình thế nhưng mà dĩ nhiên chúng ta biết đại đại đa số trong cái số đó đều nói rằng là đã giấu như vậy đã im lặng như vậy là cái nền kinh tế của trung quốc có vấn đề và dĩ nhiên là người ta cũng phải thấy rằng là, là trung quốc dù là một cái quốc gia gọi là thích cái chuyện là đẹp tốt thì mới trưng ra chứ còn xấu xa thì người ta đậy lại đó thế mà tháng 6 vừa rồi cái bộ lao động của trung quốc đã phải bấm ruột bấm gan để tuyên bố rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp ở trong cái giới lao động trẻ đó nó là 21,3%. Mà thưa với quý vị ở các nước Tây phương đó người ta đánh giá rằng là khi một lực lượng lao động nào đó chứ đừng nói là trẻ mà thất nghiệp nó lên tới 20% là đất đất nước có vấn đề nền kinh tế là nó có vấn đề rồi. 21,3% đó là một cái sự thật gọi là rất là tồi tệ xa hơn cái mức 20% rất là nhiều. Thế đã thế mà cái bà giáo sư Trương Đan Đan đó bà giáo sư dạy học ở Đại học Bắc Kinh đó, bà nói như thế này, bà nói với bà Phan thẳng thừng một cái sự thật, bà nói rằng nếu mà kể luôn cả 16 triệu người trẻ nó không có việc làm đó, Thật hoặc là tốt nghiệp mà không có việc làm nó quay trở lại gia đình ăn bám bố mẹ đó thì cái tỷ lệ thất nghiệp của cái giới lao động trẻ này phải nói là 45% nó mới đúng chứ không phải là 21,3% đâu. Mà thưa quý vị, cái tuyên bố của bà Trương Đan Đan như vậy nó không phải là, là là quá phóng đại. Chính vì cái tỷ lệ mà thất nghiệp cao như thế thì mình mới thấy là có một cái làn sóng là người trẻ lao động của Trung Quốc đó ào ào chạy qua bên phi là Tân để mà tìm việc. Rồi thì mình mới thấy có một cái làn sóng người trẻ ào ào và chấp nhận hết mọi nguy hiểm vượt biên vào Hoa Kỳ để tìm một cái cơ hội mới và cũng vì như vậy mình mới thấy là trong giới trẻ Trung Quốc hiện nay họ mới có chủ trương là bốn không không hẹn hò không lập gia đình không sinh con rồi thì không mua nhà luôn và rồi thì mới mới có một cái hiện tượng là những cái người trẻ của Trung Quốc nhất là Hồng Kông họ không gọi rất là tiêu pha thật chặt chẽ họ nhịn ăn nhịn mặc nhịn đi chơi để mà để dành tiền để làm cái gì để một mai mà có một cái cơ hội thuận tiện nào đó là họ bỏ chạy ra khỏi trung quốc miễn là đi đâu cũng được ra khỏi trung quốc thì thôi và có lẽ vì cái tình hình kinh tế nó tồi tệ như vậy thì mình mới, vừa rồi mình mới thấy là ông tổng thống biden mới đưa ra một cái tuyên bố rằng là cái nền kinh tế của trung quốc nó yếu kém lắm nó có vấn đề và đó là một cái chuyện một cái điểm xấu một cái dấu hiệu sâu rất là nguy hiểm cho thế giới đó bởi vì khi mà người xấu nó có vấn đề nó sẽ làm ra những cái chuyện rất là xấu thế mà chúng ta thấy này ngoài cái chuyện mà về về kinh tế lụn lụn bại như vậy bây giờ lại lụt lội thiên tai khắp nơi nó khiến cho tình hình nó càng thêm bi đát và chưa bao giờ Trung Quốc có những cái lời oán thán nó lại nhiều như cái thời gian này sau một bài thông tin thương mại của đài chúng ta sẽ nói tới cái chuyện của ukraine